Rồi, đây nha. Hôm nay lại là buổi không có chú Huy các bạn. Mình bật mí các bạn, hôm nay chú Huy đang gọi là giải quyết công việc làm áo của chú Huy. Áo Small Fit đi anh em. Thì hình là chắc mình sẽ bú được một cái áo của chú Huy đấy. Sau khi bộ sưu tập của chú Huy ra, thì chú Huy đang sắp xếp để có cái bộ sưu tập, hình như là bộ sưu tập mùa hè. Bộ sưu tập mùa hè thì nay chú Huy bọn anh em ạ, ra xưởng các thứ nhắn là hôm nay anh không đi được. Và chắc là cái series tập của chú Huy nó sắp kết thúc rồi anh em ạ. Sẽ không còn nhiều nữa đâu. Quay trở lại với chuỗi ngày mình đi tập một mình mà. Đến khi đấy thì chỉ còn mình với các bạn thôi. Như những ngày đầu tiên của kênh YouTube này. Sau này thì có collab thêm với ai nữa hay không thì mình không biết. Nhưng mà tập với chú Huy thì chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi anh em ạ. Đấy. Khởi động nha anh em nhé. Hôm nay sẽ là buổi ngực. Ngực và đùi trước. Thì ở cái buổi ngực hôm trước thì mình đã đẩy 5 set ngực rồi. Sau đấy là 5 set bay vai đúng không? Thì hôm nay sẽ là full ngực luôn. Hôm nay sẽ là 10 set ngực tiếp. Và các bạn biết gì không? Mình đã cảm nhận được cái việc là ngực mình nó to lên trông thấy luôn. Nhưng mình nhìn vào gương ấy, mình thấy ngực mình nó to lên rất là nhanh. Không biết đấy là mình bị ảo tưởng hay là mình nó to lên thật. Nhưng mà nếu các bạn là viewer, các bạn xem mình đúng không? Thì các bạn có thể confirm là ngực mình có to lên hay không? Mình nói thật các bạn thấy ngực mình to lên không? Ai à, ngực mình nó cũng như kiểu chưa hồi 100% nhỉ? Phải động kỹ tí anh em ạ. Đấy, phải động này, xoay vai này, xoay khuỷu tay này. Này, 20 lần này. Nó ngược lại này. Xoay vai này. Rồi. Bất ngờ không các bạn? Nay mình sẽ tập bench press bình thường nhé. Tại vì hiện tại thì máy Smith cũng lại bị xâm chiếm rồi anh em ạ. Mình đã chậm chân rồi. Châu chậm uống nước đục rồi. Hôm nay mình sẽ tập bench nhé. Thôi dù sao thì vẫn nên tập những bài free weight để các nhóm cơ phối hợp thứ nó bật mà anh em ạ. Không thể lúc nào cũng tập máy Smith mãi được. Mình nói các bạn ấy thôi, mình bảo là mình chỉ tập máy Smith thôi thì không được anh em ạ. Vẫn cần phải tập những bài free weight. Thôi rồi ông Thăng. Ít ra thì buổi hôm nay sẽ vẫn còn 5 set fly. Thì nếu mà 5 set đẩy ngực này nó không vào ngực lắm thì vẫn còn 5 set fly nữa anh em ạ. Ây da, buộc tóc không? Đập ở đây khó chịu quá nhỉ. Ở động mức cuối cùng nhanh nhá, 100. Tí nữa mình sẽ đẩy 101. Bạn này vẫn là hẹn 30 thôi. 87654 nhá. Ui, thảo vắt đẩy lui này mẹ xuống luôn mà. Quân tập 80 cân nhanh không? 80. Thằng gái 1 chắc người vào. Đấy, cứ đẩy đi.
Mày lên. Ui giời. Yep. 4. Lại lên, lại lên. Đúng rồi. Đẩy đi, đẩy đi. Cứ đẩy đi. 5. Lệch mẹ phải. 6 lên. Chắc vào. Chắc chân vào. Đẩy đi. Cứ đẩy đi. Lái nó lên, lái lên, lái lên, lái lên, lái lên, lái lên, đúng rồi, lái lên. Ui rồi, tăng lên được rồi không kìa? Tăng lên được rồi á? Tăng lên được rồi. Mẹ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Địt mày, tao thấy mày giống sắp chết quá. Ui, con... Tao thấy mày cứ... Không tăng lên rồi, Lỗi tao, xin lỗi, xin lỗi. Lỗi tao. Rồi, đến mình anh em nhá. Trăm mốt thì set đầu chắc làm được, nhưng mà chắc là chưa biết đến set thứ hai chắc là hết cứt anh em ạ. Bốn. Ở đây Huy ơi. Sáu. Không được, không được. Hóa liền xịt luôn sắt đầu mà. Ảo thế nhở? Tắc hơi nhiều. Ây da. Ê, hỏng hình rồi. Được đấy. 5 6. Đã đập chân Huy ơi. Sao. Lái lên. Đúng rồi. Cái nữa đi. Đi. Ủa, đập chân màu tên của bất cảo lắm. Khắm thế nhở? Thề cái set vừa rồi mình đẩy nhá, 7 cái đầu tiên rất mượt luôn, đến cái thứ 7 nhìn cũng rất mượt. Thế éo là cái thứ 8 nó lại xịt. Thề. Buồn thực sự. Sau này mình vẫn giữ nguyên mức tạ nha anh em ơi. Nợ 1 rồi. Lại đây, lại đây. 来来来来来来来 nhỏ. Thôi vậy. Mày biết không đẩy được rồi. Cố mẹ. Ôi đủ bài, đủ bài. Đấy, đúng là 87 là đủ đấy. Yo. 1. Ba. Chắc nó rồi. 4. Một cái bao rồi. Lái lên. Bỏ tay ra, đừng làm gì hết quá đấy. À Duy, đừng làm, cứ đứng đi. Cho đẩy đi. Đẹp đi, cái nữa đi. Cái nữa đi. Mạnh lên. Nào quá. Thải. Mày ở đâu nữa? Tao đã bảo mày cứ đứng im thôi. À. 1. 2. 3. 4. 5. Ủa con mẹ rồi Huy ơi. Lái này. Kỹ thuật này. Lái thế nốt nào cũng được. Đít mà. Thôi giảm tạ nợ. Quân giảm rồi các bạn, nó giảm từ set thứ 2 rồi. Quên ông bảo các bạn. 27.5. Tí nữa mình giảm 105 thôi. Mình không đẩy 101 được thôi. Nợ 2 rồi.
Ui, xuống dưới này tí quá này. Đấy, lên. Lái lên. Lái lên. Xếp thứ tư anh em ơi. Đấy. Ok, đò đò. Một, hai, ba, phải đấy. Cuối, cuối, cuối. Lái lên, lái lên, lái lên. Đi, không được rồi. Nhìn hai bên con đây. Ok ok. Cái cam cái này nhỉ. 1 2 3 6 cái đấy Huy ơi. Khỏe lắm, khỏe lắm, khỏe lắm. Được được. Thôi thì nghỉ đi. Thôi thôi. Không nợ. May quá. Rồi, đổi bài anh em nhá. Xong rồi đấy. Rồi, bài tiếp theo sẽ là fly nha anh em nhé. Hôm nay mình có tập play deck fly ở phòng này. Cái này nó hơi tối tí, không cả. Long set, hệ 70. 18, 16, 14, 12, 10. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Lúc đưa vào ướn ngực lên con này. Lúc em vào ấy, lúc em vào ướn ngực lên ấy. Nó dí thẳng tay ra, thẳng tay ra. Chạm vào nhau đi, chạm vào đi. Rồi, cái máy FedEx Fly kia cũng đông anh em ạ. Nói chung hôm nay chỗ nào cũng đông. Chúng tôi có cái máy này là rất ít người tập. Bọn mình thử tập máy này. Nhưng mình sẽ không để tay như này, mình sẽ để như này. Nói chung là mô phỏng lại cái bài Fly bình thường thôi. Chỉ là ở cái máy này nó sẽ hơi khó một tí. Ui, nặng thế. Điên rồi. Ui, cái bài vai nó bửa ra. À, đứng lên đi. Đứng, đứng lên đi. Nghe tăng tạo lên tí. Duy, mày đạp cái chân vào đâu cho anh đỡ bị trôi cho mày nhá. Đừng đừng cầm tay vào đấy, đừng cầm tay vào đấy. Chết rồi, tao phải drop set đây, tao chọn tao nặng quá. Máy nó bửa ra nhiều ấy nhỉ. Không làm nào cho nó vào vớt được tí nhỉ. Chịu rồi. Tí phải giảm tạ. Máy nặng lắm. Đâm tay luôn. À. Ôi, tao để 45 thôi. Đi con. Cái này đi nhá. Nhá bố ấy đã cho đi. Sao tự tin, tự tin, cậu tự tin. Đi đem mở cửa.
Trốn. À. Ủa vẫn được chọn tàn nặng. Cố lên, cố lên, cố lên. Cổ tay quá. Lên Huy ơi. Căng vào mày không có phòng ra. Lên. Lên. Let's go. Lấy hơi à? Let's go. Chắc rồi. Xuống à. Đẹp rồi. 2. Yep. 3. Tiếp đi. 4. Rồi, tiếp. 5 à, tiếp. Đi nó có một cái slip line, nó tìm được cái điểm sinh. 6 à, tiếp. Điểm slip line là khi mà đặt cái độ tiếp. 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 Em hãy tự đập bật lên cơ. 8. Tiếp, 2 cái nữa. Đấy ơi, đi vào. Tiếp, 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 tiếp. Cái cuối nào, tập trung, tập trung. Ê. Đi con mẹ lỏ quá rồi. Cái gì đấy? Lột mẹ lỏ mẹ. Cái gì sao ta sao đi đập vào đâu nhỉ? Đập vào đâu? À. Tập chân vào hết tay nghe này. Tập xong rồi tay nó phèo rồi nó phèo xuống rồi nó vào. Đừng ôm hết mấy là được nhé. Lần thứ nhất là không còn được nhau nữa. Go baby. Lại quên baby. Lại quên. Lại quên baby. Yeah buddy. Lại quên baby. Lại quên. Get off of there! Right! Shit! Come on, it's meant for me! Let's go, let's go! Boy, baby! New era, new era! Mẹ. Rồi anh em ơi, xong buổi đẩy squat, cái cổ tay của mình nó khốn quá anh em ạ.
cảm giác squat, squat xong rồi cổ tay nó bửa hết ra ấy, khó chịu quá. Về rồi anh em ạ, buổi tập kết thúc, chào bạn nhá. Rồi xong này không có phong check đâu, hôm nào Dallas Sanson phong check nhá. Rồi về rồi.